Giới thiệu với các bạn bộ nêm thủy lực 15 tấn ở trong cái thùng sắt như thế này, thì nó cũng khá to và khá nặng. Loại này là tải trọng 15 tấn, model của nó là 15TLS. Thì bộ này là bộ single, nó có một đầu tách thôi, một đầu nêm thôi. Mình gọi là bộ nêm thủy lực thì nó đúng hơn là bộ tách tách mặt bích. Người ta có thể dùng để tách mặt bích được, nhưng mà nó không phải chuyên để tách mặt bích. Tách mặt bích là bộ khác. À, thì họ bỏ trong cái tài liệu hướng dẫn sử dụng, thì các bạn nên giữ lại cái tờ này vì sau này mình sử dụng một thời gian vài chục năm gì đấy, mình cần phải thay một vài cái phụ kiện trong đây, thì mình có cái mã này, mình đọc cái mã này là bên bán họ biết, nhà máy họ biết. Chứ bạn đừng có nói anh bán cho tôi cái cục ấy đen đen dài dài không biết nó là cái cục gì đâu. Đó là vậy, này bạn nên giữ lại ha, bỏ vào đây rồi. Nó có một cái bảng phanh thay của cái đầu nêm như thế này, bạn có thể mua từng cái con bù lon con tán ở trong đây đều được hết. Cái này nó chỉ có giá trị sau một khoảng thời gian mình sử dụng thôi. Tài liệu của nó khá của họ khá là đầy đủ chi tiết, Vtech manual instruction đầy đủ luôn. Thì cái này nó có nhiều thứ tiếng, ở tiếng Việt thì các bạn vào trang web vinatool.com sẽ có giấy tờ. Họ có một cái user manual ở đây. Đó. Cái này màu cái kia đen trắng. Này cũng có rất là nhiều ngôn ngữ trừ tiếng Việt, bởi vì họ cũng không biết tiếng Việt nên họ không dịch tiếng Việt được. Tiếp theo họ cho mình một cái đồng hồ, mình bỏ để nguyên này, đồng hồ đo áp suất đến 730, mà nhìn thấy đẹp không, rất đẹp luôn. Có thấy cái gì bên trong nó đẹp rồi, mình chỉ review sơ sơ thôi chứ còn mình cũng không lấy ra dùng được, vì cái này của khách đặt, tại vì nó sẽ có một cái đầu tách như thế này. Đầu này là đầu tách 15 tấn, tải trọng của nó là 15 tấn, thì nó sẽ có các cái G ở đây này, nên ở đây hai bên này đối xứng với nhau. Thì bạn thấy nguyên lý của nó dựa trên nguyên lý của cái xi lanh thủy lực thôi. Dầu bơm vào đây thì cái xi lanh trong này nó đẩy ra thì cái này nó há ra, há này này nó sẽ tách ra như bạn tách khe hở của cái chỗ như thế này chẳng hạn, thế hay chỗ nào đó, thì nó sẽ có một cái gai ngược ở lên đây để nó bám vào cái phần mối tiếp giác của cái vật mình cần tách ra. Cơ cấu ngàm kép ở đây ha. À, thì khớp nối đây là khớp nối 3/8 hết, tất cả đều là 3/8, bạn không phải lo, cứ áp suất bơm dầu nào cũng được hết, cứ áp suất 730 mình cắm vào đây là múc, cắm vô là chơi thôi. À, thì trên đây họ có ghi đây là 15TLS 15 tấn, nên bạn có thể dùng hai đầu, nếu như mà dùng đi bơm đôi thì trọng lượng của nó cũng khá nặng, mình cầm cảm thấy cũng tương đối nặng, chiều dài của nó khoảng hơn gang tay. Đây là cái cơ cấu chính. Một đầu tách rồi nó sẽ phải có bơm, thì trước khi có bơm thì nó sẽ phải có cái ống thủy lực. Và ống như thế này thì do người ta cho sẵn, mình người ta gắn sẵn hết các thứ vào đây rồi. Và thế là nó có cái chân đồng hồ đây để bạn cắm cái đồng hồ vào đây, cho trường hợp bạn cần kiểm soát áp suất thì bạn mới cắm vào đây, còn không thì bạn cứ tháo nó ra, bạn để đây vậy, như vậy là bạn xài được rồi. Thì cái đầu vào của cái này là đầu cái thì nó cần phải có đực. Đó, thì cái này là đầu này là đầu đực. Hai đầu giống nhau ha. Đây, đầu được này thì một đầu cắm vào bơm, mà một đầu cắm vào cái đầu nêm kia, một đầu cắm vào đầu bơm. Thì họ cho mình một cái số lượng dây như này khoảng cỡ 1,5 m, nhưng các bạn cần thêm các bạn có thể mua thêm. Và đây nhớ ống là ống áp suất 730 nha, 10.000 PSI đấy. Và bơm, họ cho mình một cái bơm vỏ nhôm AHP 701. Cái bơm như này trong trường hợp bạn còn có bơm điện thì bạn xài bơm điện cũng được cho nó sướng. Bơm này bơm tay. Ok, vỏ nhôm rất nhẹ, làm rất đẹp luôn. Độ hoàn thiện rất cao, vỏ nhôm. À, thì khi mà bạn cho dầu đi ra thì bạn sẽ hướng ra theo đầu này. Gắn ống vào đây. Kiểu nó như thế này. Để cho trường hợp bạn cần kiểm soát áp suất thì bạn hãng gắn ống vào, gắn đồng hồ vào, còn nếu không thì bạn đừng gắn vào gì cho nó lòng thòng phức tạp, không cần thiết. Không gian của mình nó đang hẹp quá, làm cho mình bao rau. Bạn thấy đây đầu cái, đực thì phải có cái.
khi siết này các bạn cố gắng siết cho thật chặt, càng chặt càng tốt. Càng chặt thì cái viên bi nó mới hai viên bi nó mới đụng vào nhau thì nó mới mở hết, dầu nó mới ra hết. Này bạn siết, khi bạn siết bạn nên siết bằng cái kìm mở quà thì nó sẽ hay hơn. Đó. Nếu bạn cần đồng hồ thì bạn cắm cái đồng hồ vào đây. Không cần đồng hồ thôi. Rất tùy theo cá nhân mình, không cần đồng hồ bởi vì mình nâng này, cứ nâng lên mình tách ra mà. Tách khi nào được thì thôi. Nếu mà bơm hết cỡ rồi mà nó vẫn không có tách ra được thì bạn phải dùng đến một đầu tách thì có tải trọng lớn hơn. 15 tấn thì cũng là kinh khủng lắm rồi. Bê tách còn có loại 25 tấn nữa. Đó. Khi gắn vào bạn sẽ có một cái bộ nó như thế này. Đây nhờ lòng vòng như thế này. À, thì khi bơm thì bạn bơm vào đây, bạn mở cái này ra theo chiều kim đồng hồ ha. Quay đây có nghĩa là dầu đi ra đây, vòng đây vòng đây. Đó. Nó stack ra này. Đó. Nó sẽ có áp. Khi mà tách ra nó sẽ có áp thì khoảng hở của nó không có lớn. Bạn cứ tách ra là bạn chêm tách rồi chêm tách rồi chêm. Đó. Khi xả dầu thì bạn kéo đây vì cơ cấu ở đây cơ cấu xi lanh single acting. Nó hồi về bằng lò xo nên tự nó sẽ rút về. Dầu tự động nó sẽ tuôn về đây. Đó. Nó là vậy. Một bộ nó cũng đơn giản thế thôi. Cho nên là bạn dùng bơm đôi, bạn dùng hai đầu tách thì bạn sẽ cần bơm đôi. Hành trình của nó chỉ có vậy thôi. Ai da, sao nặng thế. Gian mình đã chặt hẹp quá nên là thao tác nó không có thoải mái lắm. Thank you.